Thưa quý vị, không ít người có thói quen đem những gì được cho là bổ như rễ cây quý, nội tạng động vật để ngâm rượu. Sau đó, thần thánh quá cho rằng nếu uống sẽ đem lại tác dụng tích cực đến sức khỏe. Tuy nhiên, việc này lại tiềm ẩn nhiều mối nguy. Theo đó, nhiều người có thói quen tự chế bình rượu bằng cách ngâm rượu với ếch, lương, rắn, rết, kiến, nhộng, ong hoặc đủ loại rễ cây Thói quay này bắt nguồn từ sở thích tự pha chế rượu theo ý của mình, ngâm rượu theo lời đồn sẽ cho rượu ngâm thành phẩm vừa độc lạ, không giống với bất kỳ loại rượu nào được bày bán trên thị trường, vừa tốt cho sức khỏe. Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Huế, phòng khám y học cổ truyền Phú Đức, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, việc tùy ý ngâm rượu mà không dựa vào những phương pháp khoa học được kiểm chứng, tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, dẫn đến những trường hợp ngộ độc rượu, rối loạn hành vi, nhiễm khuẩn đường ruột, tổn thương não, hôn mê sâu. Thậm chí có người sau khi được cứu chữa lại gặp tình trạng suy gan thận. Bác sĩ Huế cho biết rượu ngâm rết dùng để bôi ở ngoài da, điều trị bệnh phong thấp. Nhưng nếu dùng để uống thì nguy to, hay nhiều loại động vật muốn ngâm rượu phải bỏ hết các cơ quan nội tạng có chứa độc tố, phải nướng rửa sạch. Đằng này, nhiều người ngâm nguyên con mà trong máu của động vật thường bị nhiễm vi khuẩn ấu trùng, dẫn đến tình trạng bình rượu bốc mùi. Một sai lầm khác của những người có thói quen đụng gì ngâm nấy đó là cứ mặc định việc càng đem nhiều loại động vật, thực vật trộn lẫn vào nhau sẽ giúp tăng cường tối đa sự bổ dưỡng. Tuy nhiên, suy nghĩ này không đúng vì có những loại kỵ nhau sẽ gây ra độc tố, để lại hệ lụy cho sức khỏe. Do vậy, các bác sĩ khuyên không nên ngâm rượu kiểu tùy thích, ưng gì ngâm nấy, từ rễ, lá cây, các loại động vật, côn trùng bò sát. Cũng đừng nên thần thánh hóa các loại rượu ngâm. Ngâm rượu phải đúng liều lượng, có thể nhờ sự tư vấn của những người có chuyên môn hiểu biết, chẳng hạn như các lương y, bác sĩ, chứ không phải chủ quan ngâm rượu chỉ vì người khác bảo vệ, nghe nói ngâm thế là bổ.